ra mà nói thì là từ cái lúc khởi tạo cho đến đến hiện nay thì tôi đi rất nhiều. Nếu nói về cái đất nước Việt Nam này có thể là đi từ Nam chí Bắc. Đấy, từ Nam chí Bắc là có những cái thời gian là khoảng nửa tháng ở tận đồng bằng sông Cửu Long, ở đồng bằng đấy miền Tây của Nam Bộ đấy. Hoặc là kể cả các nước ví dụ mình đi tham quan, ví dụ ở Thái Lan hoặc ở Trung Quốc, có những cái dịp là đi theo cái hội làm vườn Việt Nam tham gia cái hội chợ nghề vườn sinh vật cảnh quốc tế năm 99 ở Quân Minh Trung Quốc ấy. Tôi thấy là phải nói là cảm thấy rất là thích thú. Ví dụ đây tôi nói đây. Đây là cây là đấy, ví dụ là cái cây đấy thái ruột đỏ, cây hồng xiêm thái ruột đỏ, hay là cây là nhãn quả đỏ. Đấy, cây nhãn quả đỏ là cũng ở miền Tây, cây đấy thái hồng xiêm ruột đỏ của Thái. Hoặc đây những cây là cây cà na Thái. Cà na Thái là cây dạng mới nhất, hoặc là cây vú sữa vú sữa hoàng kim, là vú sữa quả vàng. Đấy là hoặc là cây bên kia đó. Đấy cây mít là các loại mít ruột đỏ, mít và rất nhiều thái thứ quý quả. Rồi là các cây giống mít là như thế. Đây có đặc biệt là có giống mít vàng hoàng hậu, là quả to dài mà rất là ngon. Đấy, ngọt giòn. Đấy, và hai là ví dụ là đây là đang có các cây giống mà tôi cảm thấy là những ý là ví dụ cây na Đài Loan. Quả nó to khoảng độ 7-8 lạng, và hai là này chất lượng là nó rất là thơm ngon, ít hạt. So với na mình là nó to gấp 4 lần và đồng thời hạt nó ít, là nó chỉ khoảng độ 2-3 hạt. Mình một nhúm hạt như nó chỉ là rất ít thôi. Đấy là cái cây mà tôi cảm thấy là ưng ý nhất, mà tôi nghĩ là lâu dài là cái cây này có thể là nó cũng là một cái sản phẩm mà rất nhiều người sẽ săn tìm và đấy là phát triển. Thực ra khách hàng của tôi là tất cả là các tỉnh. Đấy, các tỉnh là tôi nhiều. Ví dụ vừa năm nay là tôi có xuất cho một cái anh bạn là ở tận đấy Đắk Lắk, là như thế là 2.000 cái cây táo mà anh vào anh đó anh trồng, cái táo gọi táo chua Gia Lộc ấy. Anh vào đó anh trồng nhất phát triển cách đây khoảng 3-4 năm. Hiện nay là cái vườn của anh thu cả tiền tỷ rồi. Đấy, chứ không phải là ấy nữa. Mà anh, năm nay anh phát triển rất quy mô. Đấy là anh là làm thêm mấy nghìn cây mà tôi cho cái chiều hướng được, tức là những cái cây nó phải ở cái vùng nào muốn phát triển là nó phải đấy là nó độc. Đấy, độc lạ và hai là hiệu quả cao. Thấy rất là vui và tự hào đó này, có những giống cây mình đưa về đây trước năm 2000 nhưng hiện nay nó có hiệu quả rất cao. Ví dụ các cây giống mít. Đấy, các giống mít hoặc là của từ miền Nam, hoặc là có những cây là hiện nay tôi vừa thấy là đấy nó vừa riêng miền Bắc này thôi, ví dụ cây giống bưởi đường xoay Hà. Đấy là từ Tuyên Quang, Hà Giang, là hiện nay là cũng phát triển. Đây là một giống bưởi chín cực sớm, chất lượng rất ngon. Đấy là tháng 8 nó đã có thu rồi và năng suất thì rất cao. Đấy, chất lượng, thời vụ và năng suất cao là ba yếu tố để làm nên gọi là cái hiệu quả kinh tế cao. Vậy và rất nhiều người là như thế đang bây giờ, vì sao cái bưởi diễn là nó cũng rất nhiều rồi, có thể có đến một lúc nào đó sẽ nó bão hòa. Đấy, sớm muộn là cũng sẽ bão hòa cái bưởi diễn. Đây là những cái giống mà cái bưởi mà người ta đấy là cái thời vụ nó thu hoạch nó rải rác, nó không phải dồn một lúc. Nên ta phải có những cái cây là chín sớm để người ta thu và như thế nó có hiệu quả cao. Bây giờ là tất cả cái cơ chế thị trường, cái gì mà nhu cầu cung ít cầu nhiều thì là nó là hiệu quả kinh tế cao. Đây là cái mít vàng hoàng hậu, người ta gọi là đấy, ngọt như mít mật và sần sật như mít dai, múi dài sư ít nhựa không có nhá. Nhựa thì ít thôi nhưng nó không có không đúng, mà quả nó đều đều nhá. Nó như là gái xinh gái đẹp gái giòn, con nhà tỷ phú lại còn nguyên sinh. Thế mình bắt đầu sưu tầm cái giống này ở đâu? Cái giống này là ở miền Tây Nam Bộ. Bây giờ nó rất nhiều giống cũng là khủng long mít Trường Sơn rồi mít Ma Lai rồi là các loại mít, nhưng mà tôi cho một cái giống này là cũng là mít vàng rồi. Thế là tất cả là mình đều có ở trong vườn giống nhà mình. Đấy, tức là đã có vườn nhà mình và có cây giống, và hai là có cây nhiều cây có quả. Quả to ngon múi dày đẹp. Năng suất mà hai người ta đang thích. Đấy. Tức là cái siêu mới độc lạ.